Vương Áo, Áo Xanh, xanh. Phú Lạc Dương, tỉnh Hà Nam Có một gia đình ba nhân khẩu Ông chồng thì thành thực Bà vợ siêng năng đảm đang Con gái họ 17 tuổi Mỹ lệ khả ái Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc, ấm êm Nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn Nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà bà và chồng xuất thân từ nông thôn trước khi kết hôn cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước chỉ là lúc gặp mặt bà thấy ông kiệm lời ít nói cử chỉ thận trọng bèn nghĩ thầm đây là trường phu có nền đếp phong cách đáng để cho mình đương nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi thì mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật khiến cho bà chẳng cách chi dung đổi. Chẳng hạn như ăn cơm thì ông nhai chốt chết rất thô. Bà kể nếu như mà ăn mì thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng ông nhai nuốt húp rồng rột còn khi ăn cơm thì dù buổi giải chảy như sông ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên cứ cắm cúi ăn biết bất kể là nhà có khách hay không còn nữa một khi ông mắt đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi pháo từ mông ông cứ nổ giòn liên thinh hoặc lẻ tẻ khiến những người có mặt phải lúng túng ngượng ngùng vô kể còn ông thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bóc hết vỏ. Cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện xảy ra như thế này nghe rất vụn vặt, nhưng giữa chuyện vợ chồng, đã vì vậy mà hột hạt biết bao nhiêu lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười, mặt thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ giống như không có thể diện ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài do vậy đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở phần bà hãy nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán phiền muộn ứ đầy con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó chưa từng được ông bồng ẩm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó, thì nó cũng ôm bất mãn đầy. Vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha, bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hãy hai mẹ con đang trò chuyện nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà, thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày, bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học, nên hàng ngày đi đường, nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, yeah, từ lúc ăn chay rồi, thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi, nên phải phân phòng ở riêng, chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã ba năm, bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ, nên hiện thời, bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc Bà chỉ hơn 40 tuổi Nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò Và bình hoạn hành hạ Làm cho tiều tụy Tôi biết Đây là ác duyên đời trước tù hội Không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải Vì vậy Tôi gọi điện thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp Sư phụ im lặng một chút Rồi hướng về tôi Giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết, nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân ít, nghèo khổ sống ở thăm sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ, ông ít đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông, Nghe nói, trên núi có cây du ngàn năm, á, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi. Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán, á nhất định sẽ phát tài kiếm bổn tiền ông ít nghe xong thập phần mừng rỡ thầm tính tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ sau khi chuẩn bị xong xuôi ông ít trèo đèo lội suối lên tận núi cao và cuối cùng tìm được cây du to khoảng ba người ôm ông thật là mừng vì được quá ước mơ bèn cầm rìu khởi sự róc vỏ cây làm hồi lâu thấm mệt Ông dựng rìu dưới cây Trèo lên chán ba cây nằm ngủ Đang say giấc nồng Ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh Quỳ trước mặt ông khóc lóc Nói mình đây là cây chu Hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi Chỉ còn ba năm nữa thôi Thì sẽ đắc đạo thành tiên Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết Thì sẽ lâm vào cảnh Công mất khí tận Vì vậy cầu xin ông ít Hãy từ bi gia hạn thư thả cho, để ba năm sau hẳn tới róc vỏ. Mình tu thành tiên rồi, sẽ đáp tạ thâm ưng. Nói xong, liền lạy ông X mấy cái. Lúc đó, ông X hét to. Không được, không được. Tôi đang cần cưới vợ, không thể nào đợi ba năm được. Rồi ông X giật mình thức giấc. Công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Cuối cùng, ông X cũng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở Kiểm hàng, cân đo Ông Ít do không biết chữ Nên vội nói Tôi cực khổ dữ lắm Mới đem được thuốc quý về Anh không được cân gian dối Lừa tôi đó nghe Anh chủ tiệm liền đáp Yên tâm đi Tôi mà dối gian hả Thì tôi làm con anh Ông Ít đó Đời nay Chính là nữ cư sĩ này Chồng bà chính là cây du ngàn năm, gặp thảm nạn, bị lột hết da. Tục ngữ nói, người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói, chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt, không da, không thể diện sao? Quả thực, bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước rất quan hệ đến đời này Chủ tiệm thuốc Đúng là có cân gian Của ông X hai lạng Do lời thề nói láo làm con Nên giờ Y phải sinh làm con Nhưng không còn mang thân trai Mà là thân con gái Bởi chính cho Y đề xướng Chỉ điểm Và xúi dục ông X Róc vỏ cây du Phá hủy đào nghiệp ngàn năm của cây Nên tội lỗi Y cao nhất Đứng đầu vì thế, mà đời này y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch chuyên với mình, mang thân nữ so với thân nam khổ hơn rất nhiều. Huống nữa, lại là một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới. Vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao? Đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường, cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái. Hiểu rõ nhân quả kiếp trước đời này rồi, nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước. Bà cần phải sám hối với người chồng đời này. Con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phù thân. Sở dĩ ngày nay, ông trở thành kẻ không thông tình đạt lý như thế, đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí tâm sám hối, vì cái du xưa mà tụng 49 biến kinh địa tạng. Khi nhân duyên hồi đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả ba người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thâm. Có lẽ, nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật, ngót ba năm nay, nên được cảm ứng. Cũng có lẽ, là cơ duyên họ đã thuần phục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân cội rễ, mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh hoan hỉ tinh giận nhất là con gái bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng bảo mẹ má ơi má và ba chung sống mười mấy năm nay má cứ giận trách ba là không mặt không da té ra là tại má má đã tuốt hết da vỏ thể diện của ba nên mới ra năng nổi như vậy câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười, <cười> <laughs> Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui, nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết, và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại, cứ mỗi hai tiếng, bà tụng xong một bộ kinh địa tạng, chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh địa tạng, sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày một bộ, hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh địa tạng, hiểu lý và hưởng được lợi ích. Tôi nghe xong thật mừng cho bà, chúc họ sớm thành gia đình Phật hóa thuận hòa, hạnh phúc, mỹ mãn, phúc, mỹ mãn. Định của ba tôi Phật tử chúng ta thường hay tụng chú là ngữ ngôn văn tự của Phật Bồ Tát phát xuất từ trong thiền định trong khi Phật Pháp truyền sang Hán. Đất Hán cũng có một số chú thế gian, tuy cố cánh không tuyệt khảo, nhưng vẫn có thể hiển linh giải trừ tai nạn. So với Phật chú, cũng có thể thần kỳ hiệu nghiệm giống nhau. Chú, gọi là Đà La Ni, dịch sang Hán ngữ, có nghĩa là tổng trì, là giữ gìn thiền pháp, không cho tán thức, và ngăn ác pháp không cho khởi. Chú còn được gọi là mật ngữ vì phạm thiên và nhị thừa không hiểu. Chú còn gọi là chân ngôn, hàm ý như lai thuyết lời chân thật, không dối. Một số chú là do Phật phóng quang, trong hào quang thuyết ra nên gọi là minh. Uy thần công đức chú Phật không thể nghĩ bàn trong kinh lăng nghiêm phật nói a nan đây là câu văn bí mật vi diệu từ hào quang phật đánh tụ hội của mười phương chư phật mười phương như lai nhờ chú này mà đắc thành vô thượng chánh biến tri hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi phát tâm chí thành đạt được a la hán không trì chú này mà tọa đạo tràng khiến thân tâm xa lìa ma sự thì không có điều đó. Trong kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni cũng nói, nếu có người xuất gia tại gia nào hành trì chân ngôn, tụng chú này đủ 90 vạn biến, thì vô lượng khiếp tạo thập ác, những tội tứ trọng, ngủ vô gián, thảy điều tiêu diệt. Sinh ra, thường được gặp chư Phật Bồ Tát, tài bảo phong nhiêu, thường được xuất gia, trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni nói, lúc tụng chú, mười vương chư Phật đều đến chứng minh, tất cả tội chướng đều tiêu diệt, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, phá trai phạm giới, phá tháp hoại tự, trộm vật chúng tăng, làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh, tất cả trọng tội ác nghiệp như thế, thảy đều tiêu diệt. Chỉ trừ một việc, nơi chú sinh nghi, thậm chí Tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được diệt Huống là trọng tội Tuy chẳng diệt trọng tội ngay Vẫn có thể trồng dân bồ đề về sau Tôi ban sơ liễu ngộ sức mạnh Và uy thần công đức Phật chú Bắt đầu từ bệnh của phụ thân Ba tôi đau bao tử nhiều năm Tùy theo tuổi tác tăng Bệnh bao tử càng ngày càng đau Hôm đó Khi trời lạnh buốt Ba tôi ăn sáng xong thì lái xe đi làm, đến trưa thì cảm giác bao tử nóng muốn nôn. Ông mới ủa một tiếng, máu tư tuôn ra giống như núi lửa phun trào vậy. Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn, không biết phải làm sao. Một người nhanh trí đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên ghế sofa, rồi gọi điện báo cho tôi hay. Nhận được tin, tôi nhanh chóng đưa ba tôi vào bệnh viện cấp cứu do vội vàng nên tôi chỉ mang theo bình cuốn sách nhỏ có chú lăng nghiêm chú đại bi thập chú lúc đến bệnh viện ba tôi nằm trong phòng cấp cứu mặt trắng bệch không ngừng thổ huyết mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng chẳng biết phải làm sao bà bật khóc trong phòng cấp cứu nhìn giống như địa ngục nhân gian tiếng rên rỉ khóc lóc kêu la vang dội không ngừng có đủ loại bệnh tụ hội ở đây. Tôi đi liên lạc sắp xếp đưa ba tôi vào một phòng tương đối yên tĩnh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng nói: "Người này thổ huyết quá nhiều, nếu như không khống chế được á thì hậu quả xấu khó lường. Tối nay á, thân nhân nhớ chú ý quan sát. Hệ thấy thổ huyết nữa thì phải lập tức cho truyền máu." Nghe bác sĩ nói, khó khăn lắm, ba tôi mới đưa được tay lên khoác khoác tỏ ý ông không muốn truyền máu. Tôi vội trả lời bác sĩ. Dạ dạ, chúng tôi sẽ theo dõi, có gì thì sẽ liên lạc với bác sĩ liền. Đêm đó, tôi không sao chợp mắt được, vì rất lo cho bệnh của ba tôi. Tôi đem hết lòng thành, cầm cuốn sách chú lên, bắt đầu tụng. Nói ra xấu hổ, đây là lần đầu tiên tôi tụng chú một mình. Trước đây, chỉ nghe tụng chú trên đĩa cho dù có lúc phát âm không chuẩn Nhưng Tôi tin thành tâm Ác có cảm ứng Phật lực nhất định sẽ gia hộ cho ba Tôi cũng không biết Mình đã tụng bao nhiêu biến Tôi cứ đọc mãi, đọc mãi Cho đến khi Tôi và ba của tôi cảm thấy toàn thân Ấm áp thư thái Bầu không khí an lành bao phủ khắp phòng Sáng hôm sau Ba tôi phải làm kiểm tra bao tử tôi thầm niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, hy vọng kỳ tích phát sinh. Quy lực chú Phật khóa không thể nghĩ tưởng. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ đều há miệng ngạc nhiên. Họ cho rằng bên này rất nghiêm trọng, khó mà tin là có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Vết thương cũng đã lành, xem như khả năng bị ung bú được loại trừ. Một tuần sau, ba tôi tái khám bác sĩ đưa kết quả là chứng bệnh viêm lở bao tử trong thời gian cha tôi nhập viện tôi tụng thầm bảy bộ địa tạng và phóng sinh hồi hướng cho ông hơn tuần sau thì cha tôi hồi phục xuất viện việc này càng khiến tôi tăng thêm tính tâm kiên định học phật và tin vào sức mạnh không thể nghĩ lường của chú phật tôi phát nguyện dùng hết sức mình làm đời ích chúng sinh giúp nhiều người biết đến phật pháp sớm lìa khổ được vui giải thích thêm các chú phật đều có công đức và sức mạnh không thể nghĩ tưởng chỉ cần không khởi niệm hoài nghi với chú dùng tâm từ bi bình đẳng bồ đề tâm cung kính tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sinh tâm như như bất động tâm tỉnh táo sáng suốt tâm thanh tịnh vô nhiễm mà trì chú chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh hóa giải oán cừu chuyện ác duyên thành thiện duyên được đại tự tại đại sư ấn quang nói tụng chú quý ở chỗ thành tâm cho dù không biết nghĩa nhưng nếu tinh tấn dốc hết lòng thành cung kính trì tụng lâu dần nghiệp tiêu trí sáng có thể đạt được phật ý Chúng ta hãy y giáo phụng hành. Phụng hành. Con đường làm giàu. Người ta ai cũng ưa phát tài. Có người biết nắm lấy cơ hội nên tâm muốn sự thành. Có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời, nỗ lực phấn đấu. Dốc hết cả đời cuối cùng cũng thành tựu. Có người dù tích lũy lắm tiền của Tuy được tài phú Nhưng không bền lâu Vì sai lầm một chút Mà ôm hận thiên thu Hơn 10 năm nay Tôi theo hầu hòa thượng diệu pháp Chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo ngài vấn đề này Vì vậy Tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực Tiêu biểu chia sẻ cho độc giả nghe Như đã thuật Trong quyển Báo ứng hiện đời tập 1 Nơi mục Pháp ngữ của hòa thượng Có cư sĩ hỏi làm sao để tụ nhiều tiền tài nhằm giúp kiến thiết đạo tràng hòa thượng đã dạy tiền tài như củi tụ nhiều vô ích chỉ cần cho một mồi lửa là chiêu hòa đốt thân củi dễ tìm cần thì lượm nhặt nhưng không nên tham vì tiềm ẩn họa ở trong thực ra câu chuyện này còn nửa phần sau chưa kể hết vì sao cư sĩ này thỉnh giáo muốn tụ nhiều tiền tài để xây cất chùa bởi ông là một người giàu có, sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây. Cảnh sát và Phú Ông Tiết Thành và Sử Đình là một đôi vợ chồng thương nhau thắm thiết. Anh thì tuấn tú khôi ngô, sự nghiệp thành đạt. Chị thì xinh đẹp, quý phái tao giả. Trong mắt mọi người, họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ. Thế nhưng, đôi vợ chồng được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ này, thường thở vắng than dài, sầu buồn ủ rũ. Số là, họ có hai đứa con gái, bé út tên là Bảo Châu, do cầu tự mà có được, nên cả nhà rất cưng yêu chiều chuộng. Bảo Châu rất thanh tú khả ái, đối với người ngoài, bé rất ngoan. Nhưng khi chỉ có một mình với gia đình thì bé luôn tỏ ra nóng nảy giận dữ, thường hét gây, thấy gặp người thân là đánh. Tiết Thành vì con gái mà phải bước vào con đường học Phật. Anh thường tùng kinh, phóng sinh. Nhưng Bảo Châu không chút chuyện tốt, lại còn hay đau ốm, cảm sốt. Nhưng kỳ quái là những khi Tiết Thành vắng nhà thì các trạng thái bất thường này đều biến mất, hoặc chuyển sang tốt lành tiết thành vì con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan anh đã tốn tiền cho bảo châu nhiều vô số khoản chi ra kết xù cộng thêm tâm thái muộn phiền đã khiến cho người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá chiều hết thấu tiết thành bèn đến gặp tôi cầu giúp đỡ và than tôi hết trụ dẫn nữa rồi bảo châu khiến tôi lao tâm khổ trí mệt mỏi đến cùng cực phải chăng đời trước tôi thiếu nợ nó Nếu thật tôi nợ nó Thì phải trả thế nào đây Nghe anh rầu rĩ kể lễ Tôi bảo Con cái đầu thai Là do ác duyên Hoặc thiện duyên mà tìm tới Bảo Châu hành hạ cha mẹ thống khổ bội phần như vậy Đối với các vị Đúng là không phải thiện duyên Thật ra ác duyên này đã kết tụ Vào năm 1930 Tại bến Thượng Hải Đầu đuôi như sao tại sở cảnh sát thuộc bến thượng hải cũ có hồ cục trưởng và thuộc hạ tiểu quách hai người chơi thân thắm thiết hết bực tin nhau lúc đó tại địa phương này đã xảy ra một vụ án bắt cóc gây chấn động một thời do gã ít là trùm giang hồ khét tiếng vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt trói một phú ông vùng đó người nhà phú ông lo lắng vạn phần bèn tìm đến hồ cục trưởng báo án xin ông giải cứu cho nhưng hồ cục trưởng tính vốn tham lam đã thừa dịp này buộc gia đình phú ông phải nộp một khoản tiền kết sù rồi mới chịu ra tay cứu giúp sau đó ông sai tiểu quách đi điều tra sự việc dù tiểu quách đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án nhưng do tên trùm ít lót tiền hối lộ cho lão hồ và tiểu quách nhiều hơn phú ông nên hai vị cảnh sát liền thông đồng cùng bao che phóng thích tội phạm chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít cuối cùng dẫn đến kết cuộc bi thảm là phú ông lìa đời trong tức tử, bị hà hiếp bức tử ông hồ cục trưởng kiếp xưa đời nay chính là tiết thành còn thuộc hạ thương tín tiểu quách giờ là người vợ sử đình do phú ông trong quá khứ phúc lâm chung lòng đầy oán hận đã thề sẽ báo thù hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng bảo châu còn tên trùm x do tạo tội ác ngập tràn đến nay vẫn còn thò khổ hình nơi địa ngục tôi bảo tiết thành mặc dù hiện tại các vị đã bắt đầu học phật tu tập nhưng luật sám hối vẫn chưa đủ phú ông kia vô cớ bị hại đâu có dễ dàng buông tha cho vì vậy hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật phải ăn chay và giữ gìn ngũ giới không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không vọng ngữ không uống rượu thường hành thập thiện và phải tụng kinh địa tạng hồi hướng cho con gái hai vị phải trì chí bền tâm chuộc tội tinh tấn tu không biến đời Dẫu gặp đại khổ nạn chi Cũng phải hiểu Đó là thử thách Phải nghĩ là mình đang trả nợ cho tiêu diệt Nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế Chừng khoảng 5-6 năm Nhất định sẽ thu được kết quả tốt Nửa năm sau Tiết Thành gọi điện tới Âm thanh chứa đầy xúc động Mừng vui Anh báo tin Con gái mình đã thực sự chuyển tốt Còn người vợ sử đình hồi xưa sức khỏe rất yếu, nay đã dần dần hồi phục mạnh khỏe. Qua việc này, Tiết Thành phát nguyện sẽ tu học thật tốt để thành một gia đình Phật hóa. Hai cậu quý tử Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền buồn tu theo Phật Pháp xuất ly lục đạo thì cứ ở trong sinh tử thanh trừng đòi nợ nhau mãi cảnh hoang hoang tương báo này biết bao giờ mới dứt thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an ông hành sự rất nghiêm cẩn không bảy may cẩu thả sơ sót mấy lần phá trọng án đều lập công lớn nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, dãy đầy, không ngừng hành hạ ông. Ông thân, có hai đứa con trai, đứa đầu không uống rượu thì thôi, mà hãy uống vào là đánh người. Quậy ầm náo trong nhà, đến gà chó cũng chẳng yên. Còn cậu út thì luôn vội tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến một hai vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hãy đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói sống không bằng chết để nội tâm được an ủi bọn họ đã nhận nuôi một đứa con gái hy vọng về già có được chút ấm lòng hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế ngồi đối diện với hai vợ chồng già nhìn họ nước mắt đầm đìa tôi thấm thía báo ứng thiện ác quả thực như bóng theo hình chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ họ đã treo. giờ đây đang đơm hoa kết trái đem đến thống khổ khôn tả vào thời cổ đại xa xưa có một người nghèo rớt mồng tươi, bơ vơ không chỗ nương, bị bệnh nằm ven đường trên rỉ, không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng, có một người phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền, cảm động quá cỡ, liền thề rằng sau này khi được giàu có, nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân dân và tần sức báo đáp ơn cứu mạng. Người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh, y đã cưới được vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân dân kia. Còn nữ ân dân đó, do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà, bị gia đình trách móc hoài ghi đủ điều khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu thống khổ nữ ân nhân đó đời nay chính là cậu công tử út con gái nghèo sau khi được giàu có rồi một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ vừa đi đến bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu còn nướng trơ mắt ngó mặc cho lão già chết chìm sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa, nay là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo khổ thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Vì quá khứ đã vay nợ đoạt của, nên đời này họ phải đền gấp bụi. Hai cậu con chính là quan gia tới đòi nợ. Kể xong, tôi lại cảnh báo nếu như hai ông bà không sám hối tu hành làm nhiều đại công đức thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết lão thân sau khi biết được nguyên nhân thì kinh hoàng vạn phần liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối bước vào con đường tu hành theo phật pháp hy vọng vật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an trong tuổi già chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả phải luôn cảnh tỉnh bình giờ giờ khắc khắc sống thuần khiết trong sạch không ý vào rủi mai bởi nhân quả báo ứng không hề sai không hề sai giấc mộng của tôi phật môn có câu thiện có thiện báo ác có ác báo nhân quả không sai mảy may hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh thế nhân chớ nên sát sinh tạo ác Tôi là người tính Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có lòng lân mẫn xót thương. Vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng, là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bơ khai đau đại sát, mẫu giết vật. Tôi thường cùng bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhiệt, Ra vào nơi tử quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau đi tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn gọi điện kể đang họp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe dậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi cầm ngay con dao sáng loáng tàn nhẫn lụi vào con dê chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ sau đó thì hứng máu lột da trước đó tôi đã từng giết gà mổ dịch sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo khi đó tôi chẳng biết gì về phật pháp không hiểu sát sinh là tội nặng nhưng chẳng thể gì không hiểu biết mà không bị quả báo giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào Ngày 31 tháng 10 năm 2001 Công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh Tôi còn nhớ hôm đó khoảng 13 giờ 10 phút Tôi trèo lên thang cao làm việc Vô ý xảy chân té xuống đất Nghe đau đớn tối tăm mặt mày Rồi không hay biết gì nữa Lúc tỉnh lại Tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình Nơi y diện thông cương Trong lúc hôn mê Tôi thấy một vị thiên thần Chẳng biết tên là gì Chỉ nghe ông nói mi là kẻ không có chút lòng tự bi do sát sinh nên gặp phải quả báo này Nói xong ông biến mất Khi thuốc mê tan rồi Tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống Nên tay và chân trái bị gãy làm ba Phải nẹp trụ thép Nằm bệnh viện hơn 3 tháng Thì tôi chống nạn xuất viện Nhưng chưa được bao lâu Thì ruột xảy ra vấn đề Ăn gì cũng ói ra Đến y viện chẩn khám Mới biết ruột bị nghẽn Đành phải phẫu thuật Trong lúc hôn mê Tôi lại thấy vị thiên thần nọ Ông nói ác nghiệp của mi quá sâu cần phải đền trả kết quả là phải bị mổ xẻ hôm sau xuất diện rồi gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí sách báo phật giáo ngay đây tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y tam bảo cũng có ăn chay hai tháng nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại hơn nữa tôi còn hoài nghi thuyết nhân quả luân hồi cho là không hề có thật tôi cũng dèm chê nhạo báng những người học phật Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này Đúng là mình làm mình chịu Còn có thể trách ai Tôi đọc xong mới sách Phật giáo rồi Mới hiểu rõ Nhân quả là chân lý không thể đã phá Cho dù trải qua trăm ngàn kiếp Nghiệp tạo chẳng mất Nhân duyên hội đủ Quả báo đến là thọ Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này Tôi quả có do dự Vì tôi chưa từng kể qua với ai Cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình do ác nghiệp mà tôi tự chiêu hòa. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải giết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tính tâm. Không nên mặc tình làm hại cây cỏ Một ngày, vào năm 1993, một nông dân tên Thi khoảng 33 tuổi đến ngôi chùa lớn ở làng quê xin gặp hòa thượng diệu pháp hai năm trước nơi vách thực quản của ông thi một mục ung bú lành tính khi phẫu thuật bác sĩ đã cắt bỏ một đoạn thực quản và cho mây lại nối với bên trên rồi nhưng chẳng bao lâu chỗ cắt tuy đã lành song bên trong thực đạo nơi tiếp giáp với vòm miệng Chẳng biết vì sao lại một ra một mầm thịt tròn ngăn cản thức ăn, khiến ông đuốt gì cũng bị nghẹn khó khăn. Mặc dù không đau, nhưng bệnh nhân phải ăn từng chút, từng chút một mới được. Được một năm thì ông Thi phải nhập viện phẫu thuật. Nào ngờ, sáu tháng sau, mầm thịt lại một ra tiếp, không thể phẫu thuật nữa. Bởi chẳng rõ nguyên nhân vì sao bú thịt cứ mọc mãi, ông Thi vì bệnh này mà hết sức thống khổ mỗi lần dùng bữa giống như thò cực hình vậy may ông gặp ông bạn họ chương nhân vật chính trong câu chuyện gà trống lông vàng xin đọc báo ứng hiện đời tập 1 giới thiệu nên ông mới mạo mùi tìm đến cầu xin hòa thượng giúp cho hòa thượng hỏi ông có chặt qua cây nhỏ nào không đại khái thừng to cỡ cái chày. nông dân nhớ lại đáp: Dạ, con chỉ đốn có một lần. Cây này á mọc tại bãi đất trống trước nhà con, nó mọc uh, hơn một năm rồi. Sau đó con dùng cây rìu á chặt đi. Hiện giờ cây rìu vẫn còn, nhưng không lẽ do con chặt cái cây nhỏ xíu vậy mà con bị ung bú thực quản sao? Việc này quá lạ, ngoài sức tưởng nên bệnh nhân rất hoài nghi, cho dù thắc mắc lắm. Nhưng ông Thi không thể không tin Bởi chuyện chặt cây xảy ra đã rất lâu Từ mười mấy năm về trước Nhưng vì sao hòa thượng xa lạ này Là có thể biết rõ văn vách như thế Hòa thượng khai thị Cây cối sinh trên đời Là tạo phúc cho nhân loại Chẳng hạn như các việc xây chùa Dựng nhà, bắt cầu Nghĩa là Có tạo dựng chi Đa phần đều nhờ đến nó trong kinh địa tạng từng kể rất rõ sơn có sơn thần địa có địa thần thủy có thủy thần như vậy thảo mộc vẫn có linh thần gá nương vào tu hành cho nên trong lúc cây chưa trưởng thành không nên tùy tiện chặt bỏ thứ nhất làm lãng phí tài nguyên thứ hai làm thương hại thọ thần gá nương khiến họ có thể ôm hận hành ông mắc bệnh để trả quả từ nay về sau ông không nên mặc tình làm thương hại cây cối hoa cỏ cho dù có phải phát trừ cỏ hoang thì cũng phải vì nó niệm mấy câu phật rồi mới chặt gốc dẹp trừ bởi vì ở nơi gốc cỏ cũng có nhiều sinh mệnh tồn tại ông phải biết là các vị tu hành thời xưa mỗi khi muốn chặt cây cối trưởng thành cũng phải lên tiếng thông báo xin thỉnh thọ thần về nhà hơn nữa ông nên phát tâm ăn chay phải vì cây nhỏ đã chặt kia mà tụng ba bộ kinh địa tạng thì ung bướu nơi thực quản sẽ dần dần tiêu trừ Ông có tin hay không vậy? Dạ có, nhưng mà thầy chỉ con chỗ nào để con thỉnh kinh địa tạng về con tụng? Tới phòng kinh sách phổ thông của chùa mà thỉnh. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Sư phụ. Thiếu niên bớt lương Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Vũ Đại Sơn, có hai mươi mấy người chờ đợi được thỉnh giáo Hòa Thượng Chiều Pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luôn phiên nhau hỏi. Mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, Ngày đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay, lây người tỉnh mạnh. Khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn trề sung mãn. Bà sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh Ba năm trước con bị bệnh nặng lắm Sau đó toàn thân phát đau đớn Bị hành hạ Còn ăn uống không có vô Ngủ cũng không được nữa Tứ chi nó quẩy quải không có sức lực Thống khổ vô cùng sư phụ ơi Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là Không có ra bệnh Họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó Con đã tìm nè Chăm uống đủ thứ thuốc Nhưng vô dụng hết mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa, thân thể của con này ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán anh nói y như ở Đài Loan vậy đó, không ai tìm ra nguyên nhân gì hết. chán nản quá trời quá đất luôn. Trước khi về Đài Loan, con muốn lên ngủ Đài Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe, luôn miệng tán tháng ngày. Nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con, thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết. Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngủ quan, tuy đoan chánh nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám, so với các thiện chứng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản. Âm thanh sư phụ không cao, nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ngài nói, Anh chẳng phải là đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ, ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về, Mà thịnh các vị cao minh khác đi. Nói xong, Hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, Khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, Ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này, Cảm thấy rất khó chịu, Gương mặt xám vàng của anh ta, Bóng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói, Nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào mà ông không khám cho tôi, Mà khám cho người khác không vậy? Là còn muốn đuổi tôi đi về nữa trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta câu này khiến anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi anh có vẻ sững sờ mắt mở to kinh ngạc sắc mặt từ đó phừng chuyển sang tái nhợt không nói ra được một lời các vị trong nhà khách im tiếng lao sao mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta hơn một phút trôi qua anh dũng nhận thưa ngày 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 sao mà biết vậy của con trong đây đâu có ai quen biết con đâu ta đâu cần người khác mách vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ Ngỗ nghịch bất hiếu rất to kìa nghe nói vậy anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình đi kiểm tra ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh cùng tìm tòi soi mói nhưng không thấy có gì khác lạ lúc này anh đột nhiên đứng dậy tiến tới mấy bước quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng dập đầu đến chảy máu run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh anh kể mình từ bé là một thiếu niên bất lương mấy cái chuyện trộm cắp đánh nhau chửi rủa người anh điều phạm anh không nghe lời cha mẹ dạy sau đó bị trường học khai trừ anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen anh chuyên thu tiền bảo kê gạt lừa con gái cướp bốc không ác nào mà không làm cha anh tức giận đánh anh cha anh phản công khiến cho ông ngã nhào trên đất anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu rụi trụi lũi cả nhà phụ thân anh tuổi cao giận quá sinh bệnh nằm liệt giường mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông lại sợ anh ở ngoài tạo họa, gieo ác cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời anh ta hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến sông thân tạ thế, thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là, một khối đá cứng cỏi ương bướng khó điều phục đã bị quy đức của sư phụ làm cho mềm nhũng, phải mộp đầu, phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ ngài đều nhìn thấu hết hòa thượng dịu dàng nói được rồi đứng dậy đi nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy có làm được không anh ta vui mừng nói lia <laughs> dạ được dạ được con làm nổi mà con nhất định sẽ sửa lỗi nguyện làm người tốt kể từ đây luôn được rồi ta thu nhận con làm đệ tử anh ta sung sướng dập đầu lia lịa người ta khám phòng cũng xôn xao đứng dậy thành kính chắp tay hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán tháng không thôi hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ hãy dựng hắn lên chánh điện dạy hắn cách lễ bái sám hối để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện bao giờ tạ tội xong hãy trở ra sau một tiếng rưỡi lúc anh đài loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ thì trong anh đã thần thanh khí sáng linh hoạt tươi tắn giống như hai người trái ngược hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu anh tự thuật mình đã phát nguyện trước phật từ đây quy y phật môn sửa lỗi hướng tiện và sau khi phát nguyện xong anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái dường như bệnh tật đã lành tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt phật nói tất cả chúng sanh đều có phật tính đều có thể làm phật chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc phật lại nói biển khổ vô biên quay đầu là bờ buông giao đồ tể lập tức thành phật trước mắt anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch bị trời đất khiển trách phải cô mang hình phạt lãnh báo hiện tiền bệnh tật hành thân triền biên may gặp binh sư hóa độ mới biết sám hối tỉnh gộ tẩy tâm đổi mặt đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh từ nói phật là vị đại y vương chân chánh phật pháp có thể trị bốn vạn tám ngàn bình tôi là một lần nữa được chứng kiến quy luật phật pháp vô cùng phật pháp tại thế gian bước ly thế gian khác chỉ cần chúng ta bình thường sống không cẩu thả mảy tơ thì sinh hoạt ngày thường đối với pháp luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm miệt thị Phật giáo là mê tín vậy. Vậy phải thấy ưu điểm của người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến ngũ Đại Sơn. Trong đó, có một bà hơn năm mươi tuổi, đang ở tại nhà khách, hướng về Hòa Thượng Diều Pháp, kể lễ nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy Phật bốn năm rồi, cứ rằm mùng một là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước, con gặp một vị thiện tri thức, mới hiểu ra, nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe, thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sanh. Không ngờ, sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi, thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này, mới biết ăn tam tịnh nhục, chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh. Nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu, cho là con học Phật, nên ngày càng mê tín khờ khảo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con ba ba tư sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à như vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi nhưng mà chẳng có ai nghe ai khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng mới đây nè có lần con thực sự là nhịn không có nổi mà phải đến tá túc tại nhà một người bạn sau đó thì các con con cũng có tớ xin lỗi rước con về nhưng mà hễ tới bữa ăn á là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu con nghĩ con muốn xuất gia nhưng lại lo là chùa không có thu nhận. Tính vào diện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm. Xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, Ngài mở mắt bảo rằng, Người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen, biết tôn trọng người khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái cũng không nên cưỡng ép, bắt chúng phải phục tùng, vâng theo. Bà hy vọng con bình tin Phật ăn chay, cố nhiên là vì muốn thuốc cho chúng. Thế nhưng cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy, không nên gấp rút nôn nóng muốn mau thành. Làm như vậy sẽ bị phản tác dụng. Khi các con đối với Phật giáo phát sinh hiểu lầm, chống kháng. Trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn hai mâm, không nên vì con ăn thịt, mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình dưới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bớt xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc. Tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp dần dần nhờ vào sự thay đổi chuyện tốt âm thầm của bà mà các con được cảm hóa sẽ tự động hướng về bà mà đương tựa đương nhiên muốn hóa độ người khác thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi chánh mà không tà giác mà không mê muốn người sửa chánh thì trước tiên mình phải chánh bản thân ngoài ra bà phải làm được việc này thường nói ba điều tốt một phải thường nói con cái tốt dù không tốt cũng nói tốt hai phải thường nói sinh hoạt tốt dù không tốt cũng nói tốt ba phải thường nói thân quý bạn bè tốt dù không tốt cũng nói tốt. Ba điều này, từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà. Bất luận là con cái hay thân bằng, láng giềng, cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần, đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ý thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hành nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người, điều nổi oán khí xung thiên. Cũng đồng một lý này, công phu ba điều tốt, rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tài gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong, thì không ngừng gật gù, mọi rầu rỉ héo xào đã tan biến, gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sát xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp, đúng là diệu Pháp. Hòa thượng diệu Pháp, thật là diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nhi. Sư Ly Diệu Dung Năm 2002 đi Trung Nguyên Tôi đã may mắn gặp một ni cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Sư Ni Diệu Dung năm nay 28 tuổi, xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh, hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cả thảy có 38 vạn từ, và hoàn thành 6 vạn từ. Kế đến, sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ, viện trưởng y khoa, thấy vậy, nói. Phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này. Như vậy, thì máu đâu cho đủ. Cô sẽ bị yếu sức đó. Cô sinh trong một gia đình đầm ấm, dung mạo mỹ miều, tánh tình hiền thiện. Cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng, là bác sĩ quân y cấp bậc trung quý. Sau khi tốt nghiệp hành nghề, được hưởng chế độ rất ưu đãi, lương bổng cực cao. Nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô. Dưới sự hướng dẫn kiên trì của người mẹ phi phàm, cô đến núi Thanh Nguyên, tỉnh Giang Tây, được hòa thượng Thể Quảng đào cao đức trọng xuống tóc cho. Chùa Vân Môn là đạo tràng cô thường ở tu hành. Cô bắt đầu công tác gánh phân, bước vào con đường khổ hạnh. Vì nữ nhân tài Phật giáo, có nhiều hành quyền hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21 trong thời đại hôm nay. Nhiều người nghe danh rất khâm phục tán thán. Tôi và mấy vị tín đồ Giang Tây cùng các đệ tử quý y hòa thượng thể Quảng có dịp ngủ nơi đây hơn mười ngày, đích thân chứng kiến cảnh. Sư Ni Diệu Dung tu hành, khiến những người từng học Phật mười mấy năm, tuổi gần sáu mươi như chúng tôi, phải thầm xấu hổ, vì thấy mình còn kém xa. Có lần dùng cơm xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ni Diệu Dung phát hiện chén của cư sĩ nọ, ăn bỏ mứa thừa rất nhiều, đi lập tức bưng chén lên nói, đạo hữu ăn không hết, để tôi ăn dùm ông chẳng nên bỏ đồ dư, lãng phí như vậy. Nói xong, liền ăn hết. Cư sĩ chịu lời, cảm động bảo. Sư dịu Dung thật hết biết. Vì quý tiết từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người. Chúng tôi phải học tập gương cô đó. Sư Diệu Kiến ngồi chung bàn nói. Chuyện này mà nhầm nhò gì? Đồ người khác nhổ bỏ vì chê ăn không ngon. Cổ thấy được là lượm sạch, ăn hết luôn cô giống hạnh nguyện ngày tiên hóa ở mỹ rồi phải biết cô là bác sĩ rất chú trọng vệ sinh nhưng làm như vậy để cạnh tỉnh người vì không muốn vi phạm sư diệu dung mỉm cười nói thức ăn chúng ta dùng đây quả thực ngon tốt hơn nhiều so với thức ăn của các tu sĩ ở tây tạng có qua tây tạng hành đạo rồi thì thức ăn nào cũng nuốt được hết có nếm khổ gì thì cũng không thấy khổ nữa Cô kể, lúc mình mới xuất gia làm sa chi, nhận công tác phải gánh phân, do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng, dù có mang hài, cũng khó tránh giảm đạp lên phân. Nên lúc lên điện, để tỏ lòng cung kính, cô cởi hài bỏ bên ngoài, chỉ mang vớ vào điện. Nhưng vì hàng ngày, thời gian lên điện tương đối dài, lâu dần, chân bị nhiễm lạnh, hai chân và đầu gối bị thủng nặng đau đến đi đứng khó khăn Nhưng sư Dự Dung dẫn nói Đây là vì chứng bản thân hiện tiền Nhưng mỗi ngày Sư vẫn phải cắn răng chịu đựng Để công tác Sau đó Bệnh ngày càng nghiêm trọng Trong núi thiếu thuốc men thích hợp Nên cô phải về nhà mẹ Bác sĩ chuẩn khá nói cô bị phong thấp tăng y Dần dần Bệnh từ phong thấp Sẽ chuyển đến tim Gây nên chứng bại liệt cô nghe xong không sợ hay hoảng kinh chi chỉ là trong lòng bất an vì thấy mình tuổi còn trẻ chưa làm được chuyện gì giúp ích cho chúng sanh mà vướng phải bại liệt thì càng lụy người phải lo như vậy thiệt là sống không bằng chết sau đó cô khấn nguyện trước bồ tát đệ tử chẳng cầu nguyện thân trường tồn tật bệnh hồi phục chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này dùng máu huyết chép kinh hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới đồng thành Phật Đạo. Chép kinh xong, đệ tử có chết cũng không tiếc. Tôi dùng kim châm vào mười ngón tay lấy máu, không đủ dùng, nên phải lấy ống chích rút máu từ cánh tay. Mẹ tôi chẳng nỡ nhìn, cũng không chịu giúp tôi lấy máu. Lãng tránh ra ngoài làm việc. Nhưng lúc tôi chép kinh, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện toàn thân tôi đang phóng kim quang mà bản thân tôi không hề hay biết và hoàn toàn không nhìn thấy đây có thể là nhờ phật lực gia hộ khiến mẹ tôi có chút cảm ngộ lúc tôi chết xong bốn nguyễn kinh máu thì hai chân hết phù thủng khôi phục bình thường thật là phật bồ tát xót thương gia hộ khiến tôi có được mạng sống mới. Tôi cảm kích đến rơi lệ. Không sao báo đáp cho cùng. Tôi chỉ biết âm thầm phát thệ. Nguyện đem thân này cúng dường Phật Bồ Tát. Hằng giữ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, cúng dường Phật Bồ Tát. Nguyện từ đây đến tận dị lai, đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà sống, vì chúng sinh mà chết hôm sau đi y diện kiểm tra bác sĩ rất kinh ngạc ông tuyên bố tôi hoàn toàn hồi phục khi mẹ thấy tôi hết bệnh bà rất mừng đồng thời thái độ quan tâm lo lắng cũng thay đổi bà nghiêm nghị bảo sư diệu dung bệnh cô đã lành hãy mau thu xếp về chùa cô là người xuất gia ở mãi nơi nhà tôi không có tiện đâu đương nhiên khi nghe những lời lạnh nhạt chẳng có chút tình người như vậy tôi thật khó tiếp thu phải gắn kiềm chế để nước mắt không trào ra tôi giận dỗi nói con đi liền đây thế là tôi tôn góp hành lý đơn giản bước ra kêu xe khi xe sắp chạy tôi ló đầu ra cửa xe thưa với mẹ quách cư sĩ tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn đó xe chạy rồi. Từ sinh ra đến giờ, tôi mới nhìn thấy hai hàng lệ nóng từ khóe mắt mẹ tuôn trào. Tới ga, lên hỏa xa ngồi, trong lúc xe lau dung vút, tâm tôi dần bình tĩnh lại. Hai mắt tôi càng lúc càng mờ vì lệ nhạt nhòa. Ôi mẹ ơi! Con gái đã hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ sợ con luyến thế quên về sẽ tu hành bê trễ chính mẹ hướng dẫn con đi trên con đường học phật là mẹ bảo vệ hạnh xuất gia cho con mẹ chứng kiến con xuống tóc làm ni mà chưa từng rơi giọt lệ nào chỉ vì muốn con kiên định tâm đạo mẹ yên tâm nha mẹ như mũi tên một khi đã bắn ra không bao giờ quay về con đã bước vào đường tu thì sẽ không quay trở lại còn sẽ tẩy tâm đổi mặt, mãi mãi hoằng pháp lợi sinh cho đến ngày tà thế. Hiện nay, do nhiều chúng cư sĩ tỉnh cầu, Ly Diệu Dung đã chọn một địa điểm thích hợp, chuẩn bị xây một ngôi kiến trúc tại Trung Nguyên, dự định sẽ thu nhận chư cư sĩ cao tuổi nghỉ hưu cho họ trú ngụ, hướng dẫn họ niệm Phật nghe kinh, pháp, tu hành đây là đạo tràng dành cho tập thể cư trụ lo hết tất cả từ ăn ở thuốc men cho đến vãng sinh các bác sĩ hộ lý cùng những phục vụ viên hoàn toàn là tình nguyện phụng hiến chưa cư sĩ đến ở chỉ cần đóng phí thức ăn do gia đình quyến thuộc cung cấp phần còn lại đạo tràng bao thầu hoàn toàn phi lợi nhuận do nhân viên bác sĩ hộ lý không cần đền đáp nên phí y liệu cũng rất thấp đương nhiên đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của ni diệu Dung, vẫn cần tập thể đồng tu trợ giúp góp tâm góp sức hoàn thành tốt việc này ni diệu chung đã mời hòa thượng diệu pháp và tôi đến thường trụ ở đây hỗ trợ cộng đồng đại chúng tu hành nếu như có thể kiến thiết nhanh đúng như dự tính thì sư phụ và tôi cùng các huynh đệ rất sẵn lòng giúp Ni Dự Dung cùng mọi người tù hội ở đây dụng công tu tập thành đạo bồ đề. Bài văn dưới đây tôi viết theo danh xưng ngôi thứ nhất để mọi người tiện đọc. Thể văn giống như tự thuật nhằm giới thiệu truyền thực về sư Dự Dung từ sinh ra đến xuất gia giúp mọi người hiểu rõ hơn về vị Ni ưu tú trong Phật giáo và có thể rút ra từ trong đây chút cảm ngộ. Tác giả Quả Khanh xin giải thích riêng. Sư Diệu Dung là câu chuyện có thật hoàn toàn. Sau khi tôi biết rõ những gì sư trải qua rồi, rất cảm kích nên quyết định viết ra để khuyến khích bạn đạo tu hành. Do chưa được sư cho phép nên tôi quyết định hóa danh, nghĩa là tên và địa danh điều đổi không ghi thật. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ không gây ảnh hưởng hay quấy rầy gì đến việc thanh tu của sư mục đích của tôi không phải để ca tụng công đức của sư bởi vì khả năng của sư sẽ còn tiến xa hơn nữa tôi viết câu chuyện này vì muốn chia sẻ cùng bạn đọc nét đẹp của người tu tôi muốn chấn chỉnh lại những quan niệm sai lầm hiểu trật về người xuất gia không những tôi hy vọng ni diệu dung có thể đại diện cho hình ảnh các tu sĩ nữ giới mà còn hy vọng ngày càng có nhiều Phật tử trí thức gia nhập vào sự nghiệp Hoằng pháp, Phật giáo, cùng góp sức giúp cải thiện phong khí xã hội, dùng đức trị đức, dùng lực tu để báo ơn Bởi vì trong nước ta hiện còn rất nhiều người hiểu sai về giới xuất gia, bao gồm cả tôi, mười năm về trước, luôn ngộ nhận, cho rằng những người xuất gia là hạng trốn đời, trốn việc, trốn bổ phận, ưa sống biến lười cầu an, toàn những kẻ thất tình thất chí, tâm bị tổn thương, vì mê tín hay do tướng mạo xấu xí khó kết hôn, hoặc do gia cảnh quá bần hàn nên phải đi xuất gia để kiếm cái ăn, cái mặt, vân vân. Những hạng người này không dính dáng gì với sư Diệu Dung. Trong Phật môn có lẽ cũng có những hạng người này, nhưng tôi chưa gặp. Còn những vị có trí xuất trần cao tột, nguyện đem thân tâm phồn hiến hoàng pháp lợi sinh như sư diệu dung thì có rất nhiều và tôi thường gặp luôn các phần tử trí thức cũng không thiếu tôi thường gặp họ tại các chùa thiên đài sơn phổ đà sơn vân vân các tu sĩ này mỗi mỗi đều có những câu chuyện khiến người nghe phải cảm phục chỉ tiếc là sách tôi đang viết thuộc dạng báo ứng hiện đời nên không thể giới thiệu về các vị ấy cho nên mong độc giả khi xem hãy hiểu và thông cảm cho tâm ý của người viết. Mẹ của sư Diệu Dung rất giỏi thi thơ hội họa, là bậc nữ lưu kiên cường, đã dũng cảm khuyến khích con gái xuất gia. Hòa thường thể quan là cao đồ ngài hư vân, từng tán tháng bà là thánh mẫu. Tôi cho rằng lời này tuyệt không phải là nói đùa mà giống như ấn chứng. Xin nói rõ, bài văn này là hành vi riêng của cá nhân quả khanh không liên can đến sư Diệu Dung. Nếu có điều gì khiến cho quý vị phải trách, thì đó là lỗi của tôi, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau đây là bài viết Pháp, Pháp Quang quan Kỳ án. án Một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Tuần Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó. Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu rồng rồng. Anh xa hiếu kỳ, rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn dân quấn quanh cổ chơi đùa anh xa sợ đến lông tóc dừng đứng vội quay đầu chạy ra khỏi động lập tức cùng với vợ chồng anh vượng đi báo án cảnh sát được tin vội đến hiện trường nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô bao nhiêu nghi vấn nổi lên tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là liêu ký đức còn cô gái điên tên là Lưu Tú Tú là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngủ tại Trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ, thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú, nhưng tâm bất chánh. Tính tham tài háo sắc cực độ là việc quan tham dũng tiêu biểu. Từ một năm trước, ông đã nghĩ làm về hưu ẩn cư tại trấn Thọ Lâm, xin kể sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đại Bắc, tên là Ngưu Đồng Đoan, do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án, thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý, tại pháp đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ, nên thẩm phán Đức cứ nhìn chồng chọc, chọc không rời. Sau đó, còn cố ý ra quay, quát nạn ông Đoan, hâm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chứng mới, ông sẽ phán ít nhất là 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay vang cầu phán quan bao dung giảm án cho. Nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau, ông Đức chủ động gọi điện hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói ướp ướp mở mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sát đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội. Ông Đức đã từ tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan, làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông, nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này, vừa hiền, vừa kiều diễm. Năm sau, thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ, nên đối với con thiếu sự chăm nơm, vì tú tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng đối với cái chết của vợ và con bị gây ngu là hai đã kích rất nặng nhưng ông đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức ngược lại ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng, với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông, thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nợp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, giữa đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan Quốc ức sinh bệnh chết trong tù vợ bất bình tự sát biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chứ trọng mà không có lương tâm trong thời gian làm thẩm phán ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng hủy hoại nhiều gia đình tội ác dẫy đầy năm 1977 cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hư và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn thò lâm một sáng nọ ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động thì tú tú đồi vào nghỉ một chút ông chiều ý con và khi ông bước vào động thì đột nhiên có ba con chó xông đến khí thế dữ dằn nhắm thẳng vào ông nhe răng bén dương móng vuốt hung ác cào ngực xé bụng ông chưa đầy mấy phút chúng đã đôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra và ông đức lìa đời trong thống khổ tột độ ba con chó đao phủ thực hành án tử cho ông đức rất mau khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì chúng chạy đi như làng chớp biến mất tâm không để lại dấu vết chỉ còn tú tú ngồi bên cạnh mặt mày cực kỳ vui vẻ thản nhiên cầm ruột của cha quấn quanh cổ chơi bộ dạng rất đắc ý như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy Trước vị thẩm phán là chấp pháp công minh là thi hành quốc luật không thiên vị riêng tư nhưng ông đức bị sắc tài làm cho mê bụi toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình phụ lòng quốc gia và nhân dân ký khác báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế nhân cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả nên nói thiên lý chí công trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời